Nhờ làm tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có thực hiện tiêm vaccine phòng dịch nên nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã kiểm soát tốt dịch bệnh và khôi phục sản xuất. Trước diễn biến phức tạp của chủng virus, việc tiêm mũi tăng cường thứ hai là cần thiết. Vì thế, các đơn vị đang khẩn trương triển khai. Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối kết hợp với Y tế các huyện, thành phố, chủ doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ và người lao động hiểu rõ lợi ích của việc tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai, mũi 4 trong phòng dịch COVID-19. Lực lượng y tế đã phối hợp rà soát các đối tượng trong diện tiêm trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêm phòng. Những ngày qua, tại các điểm tiêm, lực lượng y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và cơ số thuốc cấp cứu, nhân lực, tuyệt đối tuân thủ quy trình theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Doanh nghiệp sắp xếp công nhân, người lao động tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến ngày 21 tháng 6, tại khu công nghiệp Gián Khẩu có trên 40% lao động được tiêm mũi 4. Hiện công tác tiêm phòng COVID vẫn đang được triển khai ở các khu công nghiệp. Cho đến nay thì chúng tôi đã tiêm được khoảng 50% số đối tượng khu công nghiệp. Thì tới đây chúng tôi tiếp tục tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân đến tiêm mũi 4. Mà chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực cũng như là vaccine để tiêm cho những người mà đã tiêm mũi 3 và lần này đã tiêm mũi 4 để làm sao đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch tốt nhất hiện nay. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2022 có trên 70% cán bộ người lao động tại khu công nghiệp được tiêm mũi 4 phòng COVID-19.